Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Người lại làm một cái bàn thờ đồng, bề dài 20 thước, bề ngang 20 thước và bề cao 10 thước. Người làm một cái biển đúc, từ mép này qua mép kia được 10 thước, tròn tứ vi và cao 5 thước. Một sợi dây dài 30 thước vấn chung quanh nó. Ở dưới vòng chung quanh biển có hình giống con bò, mỗi thước 10 con, làm hai hàng, đúc một lượt với biển. Biển để kê trên 12 tượng con bò, ba con xây về hướng Bắc, ba con xây về hướng Tây, ba con xây về hướng Nam và ba con xây về hướng Đông. Biển ở trên các con bò ấy, thân sau chúng nó đều quay vào trong. Bề dày biển một gang, mép nó như mép cái chén, làm tợ hoa huệ nở, chứa được 3.000 bát. Người cũng làm 10 cái thùng, để 5 cái bên hữu và 5 cái bên tả đặng rửa tại đó. Người ta rửa trong đó vật gì thuộc về của lễ thiêu, còn những thầy tế lễ đều tắm rửa trong biển đúc. Người làm 10 cái chân đèn bằng vàng theo kiểu đã định, rồi để nó trong đền thờ, 5 cái bên hữu, 5 cái bên tả. Lại đóng 10 cái bàn để trong đền thờ, 5 cái bên hữu và 5 cái bên tả, rồi làm 100 cái chậu bằng vàng. Người cũng làm hành lang cho thầy tế lễ và cái sân rộng, các cửa của sân, rồi bọc đồng các cánh cửa ấy. Người để cái biển ở bên hữu đền, hướng đông, về phía nam. Huram lại làm những bình cho, vá và chậu. Huram làm xong công việc người đã vì Salomon làm trong đền của Đức Chúa Trời, tức hai cây trụ và bầu trụ, hai cái đầu trụ ở trên chót trụ, hai tấm lưới bao hai cái bầu của đầu trụ ở trên chót trụ, 400 trái lựu gắn vào hai tấm lưới, mỗi tấm có hai hàng trái lựu đặng bao hai cái bầu của đầu trụ ở trên chót trụ. Người cũng làm tán và cái thùng ở trên tán, đúc một cái biển và 12 con bò ở dưới nó, chế những bình cho, vá, nĩa và các đồ lề nó. Huram Abi vì Salomon làm các đồ đó bằng đồng trơn láng, đặng dùng trong đền của Đức Giê-hô-va. Vua truyền đúc các đồ ấy nơi đồng bằng Giô-đan dưới đất sét giữa Su-cốt và Sê-rê-đa. Vua Salomon chế các đồ ấy thật nhiều lắm, còn số cân của đồng thì người ta không biết. Salomon làm hết thảy các đồ lề trong đền Đức Chúa Trời, bàn thờ vàng, những cái bàn dùng sắp bánh trần thiết, chân đèn và cái thếp nó bằng vàng ròng đặng thắp trước nơi chí thánh theo lệ đã định. Cũng làm các hoa, thếp và nĩa bằng vàng ròng, những dao, chậu, chén, lư hương cũng bằng vàng ròng. Và nơi vào đền, các cánh cửa đền trong của nơi chí thánh cùng các cánh cửa của đền thờ cũng đều bằng vàng. Chương 5. Ấy vậy, các công việc mà Salomon làm cho đền của Đức Giê-hô-va đều xong rồi. Salomon đem đến những vật mà David cha người đã biệt riêng ra thánh, tức là bạc, vàng và các khí dụng để vào kho của đền Đức Chúa Trời. Salomon bèn nhóm tại Jerusalem các trưởng lão Israel, các trưởng của các chi phái và các trưởng tộc dân Israel đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên từ thành David là Si-ôn. Mọi người Israel đều nhóm lại đến cùng vua nhằm kỳ lễ tháng 7. Các trưởng lão Israel đều đến và người Lê-vi khiêng hòm đi. Những thầy tế lễ và người Lê-vi đều đem lên cái hòm, hội mạc và các khí dụng thánh vốn ở trong trại. Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã nhóm lại với vua, đều đứng trước hòm, dâng những chiên và bò làm của lễ, nhiều vô số không thể đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào nơi dọn cho hòm, tức trong nơi chí thánh của đền dưới cánh cherubim. Hai cherubim xè cánh ra trên chỗ hòm,
che hòm và đòn khiêng. Đòn khiêng thì dài, nên đầu đòn thấy ló ra ngoài hòm, trước nơi chí thánh. Nhưng ở ngoài đền thì chẳng thấy. Hòm vẫn ở đó cho đến ngày nay. Chẳng có gì trong hòm, trừ ra hai bản luật pháp mà Môi-se đã để vào tại Horeb khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc chúng ra khỏi Ê-díp-tô. Khi những thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh, vì phàm thầy tế lễ ở đó đều đã dọn mình ra thánh sạch mà chưa giữ theo ban thứ nào. Và các người ca hát trong dân Lê-vi, tức A-sáp, Hê-man, Giê-đu-thun cùng con trai và anh em họ, đang mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm chập chỏa, đờn sắt và đờn cầm, đều đứng ở phía đông bàn thờ với 120 thầy tế lễ thổi kèn. Sải khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va. Và khi họ trỗi tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va rằng: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy, đến độ những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. Chương 6. Bây giờ Sa-lô-môn nói rằng: Đức Giê-hô-va đã phán rằng Ngài sẽ ngự trong nơi tối thẳm, nhưng tôi đã cất một cái đền cho Chúa trú ngụ, một nơi cho Chúa ở đời đời. Đoạn vua xây mặt lại chúc phước cho cả hội chúng Israel. Cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói: Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã phán hứa với David cha tôi, và nay lấy tay Ngài mà làm cho thành lời hứa ấy. Ngài rằng: Từ ngày ta đem dân ta ra khỏi xứ Ai Cập, ta chưa chọn một thành nào trong các chi phái Israel đặng cất một cái đền để đặt danh ta tại đó, và ta cũng chẳng chọn người nào làm vua chúa trên dân Israel ta. Nhưng ta đã chọn Jerusalem để đặt danh ta tại đó, và chọn David đặng cai trị dân Israel ta. Và David cha tôi đã rắp lòng xây đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với David cha tôi rằng: Ngươi có rắp lòng cất một cái đền cho danh ta, ấy thật phải lắm. Dầu vậy, ngươi sẽ chẳng cất đền ấy, song con trai ngươi sinh ra sẽ cất cái đền cho danh ta. Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán, khiến tôi kế cho David cha tôi lên ngôi trị vì Israel, y như Đức Giê-hô-va đã hứa, nên tôi có cất đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, và tại đền ấy đã đặt cái hòm đựng giao ước của Đức Giê-hô-va mà Ngài lập với dân Israel. Sa-lô-môn đang đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Israel, giơ tay mình ra, vì người đã đóng một cái sạp bằng đồng, bề dài 5 thước, bề ngang 5 thước, bề cao 3 thước, để tại giữa hành lang. Người đứng tại đó, quỳ gối xuống trước mặt cả hội chúng Israel, giơ tay lên trên trời mà rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, trên trời và dưới đất chẳng có thần nào giống như Chúa. Chúa gìn giữ lời giao ước và lòng nhân từ đối với kẻ tôi tớ Chúa, là kẻ hết lòng đi trước mặt Chúa. Đối với tôi tớ Chúa là David cha tôi, Chúa có gìn giữ lời Chúa đã hứa với người. Thật, hễ điều gì miệng Chúa phán, thì tay Chúa đã làm cho hoàn thành, y như đã có ngày nay. Vậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel ơi, Chúa đã hứa cùng tôi tới Chúa là David cha tôi rằng: Ví bằng con cháu ngươi cẩn thận đường lối mình, giữ theo các luật pháp ta, y như ngươi đã làm, thì trước mặt ta, ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Nay cầu xin Chúa hãy giữ gìn lời hứa ấy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nguyện lời Chúa đã hứa cùng David tôi tới Chúa được ứng nghiệm. Mà chi, có thật rằng Đức Chúa Trời ngự chung với loài người ở trên đất ư? Kìa trời, cho đến đổi trời của các từng trời còn chẳng có thế chứa Chúa được thay. Phương chi cái đền này tôi đã cất. Dầu vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy đoái thương lời cầu nguyện và sự nài xin của tôi tới Chúa,
nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện của tôi tới Chúa cầu trước mặt Chúa. Nguyện mắt Chúa ngày và đêm đói xem nhà này, vì về nhà này Chúa đã phán rằng sẽ đặt danh Chúa tại đó. Khi tôi tới Chúa hướng nơi này mà cầu nguyện, xin Chúa dũ nghe. Phàm điều gì tôi tới Chúa và dân Israel của Chúa sẽ cầu khẩn trong khi hướng về nơi này, xin Chúa hãy dũ nghe. Phải, ở nơi ngự của Chúa tại trên các tầng trời, xin Chúa dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Nếu ai phạm tội cùng cả lân cận mình và người ta bắt nó phải thề, nếu nó đến thề ở trước bàn thờ của Chúa tại trong đền này, thì xin Chúa từ trên trời hãy nghe, thi hành và xét đoán tôi tới Chúa, mà báo trả kẻ ác tùy việc nó làm, khiến tội nó đổ lại trên đầu nó, xưng công bình cho người công bình và thưởng người tùy sự công bình của người. Nếu dân Israel của Chúa vì phạm tội với Chúa bị quân thù nghịch đánh được, mà chúng trở lại cùng Chúa nhận biết danh Ngài và cầu nguyện nài xin trước mặt Chúa trong đền này, thì xin Chúa từ trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho dân Israel của Chúa và khiến họ trở về xứ mà Chúa đã ban cho họ và cho tổ phụ của họ. Khi các tầng trời đóng chặt không có mưa bởi vì dân Israel đã phạm tội với Chúa, nếu sau khi Chúa đã đoán phạt họ, họ hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa, trở bỏ tội lỗi mình, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho kẻ tôi tới Chúa và cho dân Israel của Ngài. Khi Ngài đã dạy cho chúng con đường lành mà chúng phải đi theo và giáng mưa xuống trên đất mà Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Nếu trong xứ có cơn đói kém, ôn dịch, đại hạn, ten sét, cào cào hay là châu chấu, hoặc kẻ thù nghịch vây hãm các thành trong địa phận họ, bất kỳ có tai vạ gì, tật bệnh gì, ví bằng có một người hoặc cả dân Israel của Chúa đã nhận biết tai vạ và sự đau đớn của mình mà giơ tay ra hướng về nhà này cầu nguyện và khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa hãy dũ nghe, tha thứ cho và báo lại cho mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ. Thật, chỉ một mình Chúa biết được lòng của con cái loài người, để khiến chúng kính sợ Chúa, đi theo đường lối của Chúa trọn đời chúng sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi. Vả lại, vì người ngoại bang là người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì danh lớn Chúa, vì cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Ngài, họ sẽ từ xứ xa đi đến hướng về đền này mà cầu nguyện, thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa hãy dũ nghe và làm theo mọi điều người ngoại bang ấy cầu xin Chúa, hầu cho muôn dân trên đất nhận biết danh Chúa, kính sợ Ngài như dân Israel của Chúa, và biết rằng cái đền này mà tôi đã xây cất được gọi bằng danh Chúa. Khi dân sự Chúa ra chiến tranh với kẻ thù nghịch mình, theo đường nào mà Chúa sẽ sai đi? Nếu chúng cầu nguyện cùng Chúa, xây về hướng thành này mà Chúa đã chọn và về đền này mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa từ trên trời hãy dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của chúng và binh vực cho họ. Nếu dân Israel phạm tội với Chúa, vì chẳng có người nào mà không phạm tội, và Chúa nổi giận, phó chúng cho kẻ thù nghịch, và kẻ thù nghịch bắt họ làm phu tù, dẫn đến xứ xa hay gần. Nếu trong xứ mà họ bị dẫn đến làm phu tù, họ suy nghĩ lại, ăn năn và cầu khẩn Chúa mà rằng: chúng tôi có phạm tội, làm điều gian ác và cư xử cách dữ tợn. Nếu tại trong xứ mà kẻ thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù, họ hết lòng, hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện cùng Ngài hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành Chúa đã chọn và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa hãy dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của chúng, binh vực họ và tha thứ tội mà dân sự của Chúa đã phạm cùng Ngài. Vậy, Đức Chúa Trời tôi ơi, bây giờ cầu xin Chúa đoái thương và lắng tai nghe phàm lời nào cầu nguyện trong nơi này. Này Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, xin hãy trỗi dậy để Chúa và hòm quyền năng Ngài được vào nơi an nghỉ Ngài. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nguyện những thầy tế lễ Chúa được mặc sự cứu rỗi và các thánh đồ Chúa được mừng rỡ trong sự nhân từ Ngài.
Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, xin chớ từ bỏ kẻ chịu sức dầu của Chúa. Khá nhớ lại các sự nhân từ của Chúa đối với David là kẻ tôi tớ ngài. Thi Thiên 140. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu tôi khỏi kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu ác nơi lòng. Hằng ngày chúng nó hiệp lại đặng tranh chiến, chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, có nọc độc rắn hổ trong môi mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ tôi khỏi tay kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu làm bước tôi vấp ngã. Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy và trăng dây cho tôi, giương lưới dọc dài theo đường, chúng nó cũng đặt vòng gài tôi. Tôi thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin lắng tai nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi Chúa Giê-hô-va là sức lực về sự cứu rỗi tôi. Chúa che chở đầu tôi trong ngày chiến trận. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chớ ứng hoàng sự ước ao kẻ ác, chớ giúp thành mưu kế nó, e nó tự cao chăng. Nguyện sự gian ác của môi những kẻ vây tôi bao phủ đầu chúng nó. Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó. Nguyện chúng nó bị quăng vào lửa trong nước sâu, chẳng cất dậy được nữa. Người nào có lưỡi gian trá chẳng được vững lập trong xứ, tai họa sẽ đuổi theo kẻ hung bạo đặng đánh đổ hắn. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ kẻ khổ nạn, đoán xét công bình cho người thiếu thốn. Người công bình hẳn sẽ cảm tạ danh Chúa, người ngay thẳng sẽ ở trước mặt Chúa. Chương 13. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sinh trái, hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai hãy nghe. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. Vậy về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai, và nhắm mắt mình lại, e mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được. Họ tự hối cải lại, và ta chữa họ được lành chăng? Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Xong, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu,
Người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Đức Chúa Giê-xu phán ví dụ khác cùng chúng rằng: nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đang khi người ta ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến gieo cỏ lùn vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng lòi ra. Các tỳ tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùn bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: chẳng nên. E khi nhổ cỏ lùn hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùn, bó lại từng bó mà đốt, xong hãy thu trữ lúa mì vào kho ta. Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong 3 đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Đức Chúa Giê-xu lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân. Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu cho chúng về rồi vào nhà. Môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùn trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng: kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùn là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùn mà đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe. Nước thiên đàng giống như của báo chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hột châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng: có hiểu. Ngài bèn phán rằng: vì cớ ấy mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra. Đức Chúa Giê-xu phán các lời ví dụ ấy rồi thì đi khỏi chỗ đó. Ngài về đến quê hương rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ mà nói rằng: bởi đâu mà người này được khôn ngoan và những phép lạ này? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Giu-đe chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy? Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: đấng tiên tri
chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.